Xin chào tất cả các bác ạ. Thưa các bác, ngày hôm nay thì nhà cháu tiến hành là rỡ cốt pha. Và trên tay cháu đang cầm đây là một cái logo công ty mà cháu sẽ đặt vào giữa phòng khách. Đây là cái gọi là cái tấm dưỡng thôi. Có nghĩa là cháu sẽ làm một cái tấm nét là rộng 1 mét, bán kính 1 mét. Đèn led to như này này. Đấy, bán kính 1 mét to như thế này. Đấy, và dựng ở phòng khách thì nó sẽ sáng đèn ra và tạo thành một cái điểm nhấn của phòng khách. Và nó cũng coi như là cái phòng ngủ luôn. Đèn led thì có led và led siêu sáng. Khi làm hình lên thì các bác sẽ xem nó cực kỳ đẹp. Đấy, và đây là tấm dưỡng cháu sẽ mang cháu ướm vào tường để các bác hình dung ra. Đấy, sau này là những cái hình bên trong này nó sẽ là cắt bằng cái tấm dưỡng này. Và sau này là cháu đóng cái tấm này vào tường. Sau đó là mình lấy cái đèn led đó mình ướm vào đây. Đấy, xong mình rút ra. Vì sao lại phải cần tấm dưỡng là bởi vì đây nó gồm 5 khối. Đây là một khối này. Đấy, 2 khối, 3 khối, 4 khối và 5 khối. 5 khối này là không liền nhau cho nên là phải có tấm dưỡng để cho đảm bảo khi mình lắp từng khối vào nó thành cái hình như hình này. Như hình chiến áo của cháu đây. Đấy, bây giờ mời các bác đi theo chân cháu vào bên trong. Cái địa điểm lắp sẽ là lắp ở phòng khách. Nhưng mà phòng khách thì là đang làm tháo dỡ cốt pha nên là cháu sẽ ướm vào cái phòng ngủ để các bác xem thôi. Xem là nó sẽ như thế nào nhá. Mẹ cẩn thận nhé, là nhìn xuống dưới cẩn thận không, là toàn đinh nó ngửa ra kinh lắm đấy. Đây này có mấy cái tấm này là còn đinh ấy nhá. Đấy, nhìn kỹ. Cứ đi xuống đất đừng đi lên ván là không sợ. Đấy. Đây là cái logo này là trong gắn ở cái tường kia, nhưng mà chỗ đấy là đang dỡ này nè. Để các bác đi vào đây. Nhá, đi đừng dẫm vào ván nhé. Đừng dẫm vào ván. Đấy. Đi đây. Cứ không dám vào ván là chẳng sao cả. Ở trong đây thì nó cũng hơi ấy rồi. Thôi để ướm vào đây cho bác xem luôn. Đây này. Để đứng vào đây lại coi. Đấy. Có nhìn hết logo không? Có nhìn hết được không? Đấy, đấy. Đấy, nó sẽ là hình như này. Nó ướm vào tường thì là mỗi một cái lỗ này là một khối led, led lỗi. Và gắn vào cái dưỡng này. Đấy, đến tối thì bận biện lên là coi như là thành một cái điểm nhấn sáng cho cả phòng, một cái phòng khách luôn. Rất là đẹp. Đấy. Cháu đặt một cái này là hết 5 triệu là đèn led đấy. Led là mica ấy, tất cả mica chứ không phải là lỗi sáng sáng mặt hoặc là sáng chân, mà là cháu đặt cái loại là sáng cả mặt lẫn chân. Đấy, nên là các bác nhìn mấy hôm nữa sẽ rất là đẹp. Đấy thì hôm nay là cháu về quê để ướm cái này. Lấy vị trí giấu nhưng mà họ đang dỡ cái cốt pha này, tí nữa cháu mới ướm được. Thì lát nữa ướm xong thì cháu sẽ phi lên nhà em Minh Bắc Giang để cháu quay cho các bác xem là cái tóc sau 3 hôm nhuộm thì tóc của bố em Minh là có bị bay màu không. Bởi vì có bác comment là cái màu này có bền không, thì bây giờ tí nữa cháu sẽ phi lên nhà em Minh ở Bắc Giang để cho các bác xem là cái sản phẩm nhuộm tóc đen tự nhiên như của cháu nó có tốt không, có đẹp không, có bền màu không. Một tháng nữa thì chắc chắn là cháu sẽ tặng miễn phí cho các bác. Tất cả các bác yên tâm nhé. Bây giờ cháu chờ đội vỡ cốt pha xong rồi cháu ướm vào lấy dấu. Mẹ đi ra ngoài đi. Đây mẹ đứng ở đây này. Đây mẹ đứng đây. Cẩn thận. Đây là... mẹ cứ đứng đây để con đi vào trong đấy. Đinh đóng cả vào sắt luôn này, ghê không? Đấy, mẹ đứng đấy nhá. Ra. Vâng, cháu ướm thử. Đấy. Hello, công ty đã cho ở đây. Đấy. Cháu cho một miếng này ở giữa làm cái đèn led đây này. Đấy. Logo công ty là sẽ ở chỗ này. À, tại vì đây cái biểu tượng này nó là 5 khối. Đây là cái hình cái bông sen cách điệu. À đúng rồi, nó không cân nó mới đẹp. Đây logo trên áo của cháu đấy này. Đấy. Đó là cái hình này đấy. Chứ đây là cái dưỡng thôi. Xong là mình ốp đèn vào đây. Đấy. Để lấy dấu thôi. Đó, để bức tường này. Cái đoạn dưới chân này có phải xây cao lên bác nhỉ? À, xây cao lên bằng cái cửa sổ kia nhỉ? Quan trọng là to thì để thấp, bây giờ làm hình bé thì để từ cái này lên bao nhiêu chi phí này?
À đúng rồi, thế đi. Để cái nào cân gì thôi, kể xây cao mà để thấp đi là xây thấp. Tao thấy để nguyên bức tường này có khi lại đẹp ấy. Thế Nhưng thì nhau đi mà xây cao lên thì mình xây có cao đi, thấp cái kia là không có gì. xấu hả? Vâng. Phải Thế là xây bằng cửa sổ nhỉ? tầm 85-90 cân, Vâng. 75 cân đổ lên. Cao cao bằng cái chân cửa sổ kia là được đúng không? 75 cân đổ lên là được, còn bao Vâng. nhiêu thì tùy theo thông của máy. Vâng. Đấy, chân này đang thấp quá. Thế xây thêm mấy hàng gạch nữa. 75 phân thì chỗ này là được. Vâng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chỗ này chắc khoảng 1 mét. Mét mốt nhỉ. Mét. Thế thì với xây cái cao này bằng bằng cái tường này mẹ nhỉ. Thì mình để được mấy cái đồ vặt vặt vào đấy. Vâng. Vâng. Ô thế là cái chiều rộng này có phải co vào không bác? Tùy theo, À. bây giờ nó cao xung quanh của này ấy. À. Giờ mình cứ rộng để rộng một chút kinh nghiệm thì lại đẩy hai bên đều vào. Vâng. Thì thêm một như bám vào đấy thì nó cũng được. Đúng rồi. Thế giờ thì dễ đục đúng chỗ như Đúng rồi. Xây nhanh lắm. Một hàng này buốt tí là xong. đục vừa lát gạch vừa đẩy mình luôn. Vâng. Thôi được rồi, mấy hôm nữa về sẽ triển khai. Bên đây có cái, thôi bây giờ lấy tí cho bác ấy xong rồi lấy dấu. Anh mẹ anh đi ra ngoài đi, không mà có đinh biết rồi. Đừng dẫm lên ván nhá. Đây, bây giờ cháu ướm lên cái đầu xe cho bác xem cho nó rõ. Bởi vì là cái tường cái nó màu nó chưa hình dung được. Đây. Nó gỗ như này này. Đấy. Nó chính là như này đấy. Đây các bác xem này. Hình logo ấy. Rồi, bây giờ hai mẹ con lên nhà Minh Bắc Giang xem cái màu tóc nhá. Cái màu tóc. Nhưng mà đợt này là mẹ có làm về bên bán cái nhuộm tóc nữa không? Con cho mẹ làm hai sản phẩm luôn. À, có à? Thế Làm là luôn cả hai sản 50% lợi nhuận của phẩm. cái nhuộm tóc là con sẽ tặng mẹ nhá. Được không? Rồi, quá Nhưng mà đợt rồi. mới này là chưa bán, là toàn tặng miễn phí hết. Thế hả? Vâng. Rồi cái sản phẩm ra tặng cho các bà con dùng thử thấy là ok rồi, bà con giới thiệu các chị em dùng cùng dùng. Vâng. Đấy, nói chung là riêng mẹ cháu là sẽ là tóc đen đến cuối đời luôn, không bao giờ có sợi trắng nào. Sắp tới là con làm cả cái nhuộm nhá. Rồi dầu gội có rồi, làm thêm cái viên uống nữa, coi như là mình cả trong lẫn ngoài. À, tóc các bác sẽ không bao giờ sợ bạc nữa, mà lúc nào cũng đen nhánh. Thì nó sẽ tô thêm được 10 Đúng tuổi, trẻ thêm rồi. 10 tuổi Đúng mái rồi. tóc. Màu tóc là nó quyết định tuổi tác nhiều lắm ấy. Cái răng cái tóc là bằng góc con người đấy. Vâng. Tóc Rồi ok các bác, mái tóc đẹp giờ thì là sẽ trẻ thêm được 10 tuổi, đúng trẻ ra rồi. được thêm 10 tuổi. Đấy. Mẹ cháu là bây giờ các sản phẩm của công ty mẹ cháu dùng hết không thiếu gì. Uống hết. Đấy, uống để dự phòng. Các bác các chị em mua chè làm đẹp ủng hộ em nhá, ủng hộ mẹ con À, em mẹ nhớ đấy. đấy. Tại vì mẹ con em có thêm thu nhập về đi ủng Giúp bà hộ con. thêm giúp bà con nghèo khó Vâng ạ. mọi mọi miền Tổ Vâng. quốc. Bây giờ cháu với cả mẹ đi lên Bắc Giang đây các bạn, lên huyện Tân Yên. Trời sắp mưa rồi các bác ạ, phải đi vào nhanh. Không là nó tối, đấy, sấm. Không, trời nó tối với cả là mưa bão này đi đường nguy hiểm lắm. Cơn này không phải mưa nhỏ đâu. Này mình vào đây nhiều con chó này nó còn thân mình hơn cả chủ luôn. Cô Hòa ơi, chú Thái có nhà không? Ủa điên cỗ rồi á? Ê, đây mẹ cháu. Chưa đi đâu chưa? Vừa đi. Vừa đi á? Có xa không? Thế bảo gì chú Thái? Cháu qua cháu xem cái tóc cái xong rồi cháu đi Tóc luôn. đẹp mà. Vâng ạ. Biết rồi nhưng mà Vâng ạ. phải xem cái tóc cái. Cô gọi chú về được không? Vâng.
Rồi đang ăn cỗ thì về nào được? Về một tí thôi. Đẹp vậy hay là xem tóc bà đến được không? Thôi, đang đông người. Ừ, gọi bà sang. Gọi bà đến đây đi. Ừ. Bây giờ đang ăn cỗ thì sợ sao không về được. Ừ, gọi bà đến đi. Để gọi nhá. Vâng, vâng. Vâng, vâng, để em đi xe gọi. Rồi xong rồi tặng bà chai dầu gội là xong đúng không? Đấy. Hôm qua là hôm trước cháu có nhuộm cho một bà và bố của em Minh là chú Thái ấy. Bây giờ chú đang đi ăn cỗ rồi thì cho xem bà đến cũng được, xem là tóc tai của bà như nào. Đấy. Đẹp hả? Tốt quá. Nhưng mà mình nói thế cũng phải quay trực tiếp cho mọi người xem chứ mình không có nói mồm đúng không? Nhà bà đến có xa đây không cô? Có sao không? Không gọi được thì đóng máy về. Đúng rồi, đấy, giúp cháu cái nhá. Ok, được rồi. Đấy, chờ chú Thái hoặc là bà đến về cháu quay cho mọi người xem. Bởi vì là đúng là nhiều bác bình luận là thế thì cái màu đẹp như thế nó có bền không? Thì hôm nay cháu quay cho các bác xem. Đây, để bác xem là sau vài ngày, 5-7 ngày thì nó có bền màu không thì bác xem là biết ngay, đúng không? Đấy. Thế màu thì chắc chắn là đẹp, màu là cháu nghiên cứu là giống màu tóc của cháu đây rồi. Đấy, các bác yên tâm là chắc chắn là khi mà sản phẩm ra cháu sẽ tặng miễn phí trước, sau đó bán thì tính sau, nhưng mà chắc chắn là sẽ tặng miễn phí trước, các bác đón chờ nhé. Đấy. Rồi. Khỏe không rồi đây. Em ơi? Đấy, chú đi ăn cỗ ăn chưa? Chưa, bây giờ mình chuẩn bị ăn. À, chuẩn bị ăn. Thế em bật điện. Mấy bộ sao ăn ăn cỗ muộn thế? Vâng, vâng, bật điện. À, ngay đây hả? Không có gì gọi bà, không phải cỗ đâu. Thế bà à, thế. Bà, thế không bà, phải đi ăn cỗ gì đây. Đây cháu xem này. Đấy. Đây mẹ đưa để con quay màu tóc cho chú. À. Đây nhá, tóc chú hôm trước là bạc hết cái sườn này đúng không? Đấy. Đấy hôm nay màu hôm nay. Vâng ạ. Đây các bác xem này màu đây. Đấy, màu thực tế đây. Đấy. Màu bên ngoài đẹp hơn nhưng mà bởi vì máy quay nó chỉ được thế thôi. Đấy. Mà ngoài nó không bạc tí nào đúng chưa chú? Màu cà phê ấy, màu cà phê đen. Màu cà phê đấy. Nâu cà phê ấy. Đấy. Rất là đẹp. Đây. Đấy, quay vùng quanh đầu đấy. Đấy đẹp chưa? Đấy. Không có một sợi trắng nào luôn nhá, đúng không, chú Thái? Đấy, thế còn các bác bảo là có dính vào da không thì đây các bác xem có dính không nhá. Đấy, mặt chú Thái đây. Đấy, không dính một tí nào luôn. Đúng chưa? Đấy. Đây hôm nay cháu mang cho chú chai dầu gội. Chú gội cho nó tóc nó mềm mượt. Cảm ơn anh. Vâng. Tốt quá. Vâng. Mưa to quá chắc phải chú nhờ chú một tí vậy. Mưa lớn quá. Thôi chú ạ, tôi cháu trao đổi với chú rồi đấy. Cố gắng là ở đây là mưa hết. Sao thế? Hả? Bà đi giải cái ở kia không vàng không biết chỗ. À đi, đi. Rồi quay đi. À thôi tức kệ ba đấy. Tức là đợt này khi mà em Minh gọi là bình phục nhá. Thì cháu đón về. Đấy thì cháu có thể là sẽ tài trợ một phòng, sau đấy là sẽ giúp em Minh là bán cái nhuộm này. Đấy, cháu sẽ tặng miễn phí cho làng mình, xong là người ta dùng thì tốt, người ta sẽ dùng thì người ta mua của em Minh. Thì em Minh sẽ có thu nhập. Đấy thì em sẽ có tiền trang trải cuộc sống của em ý. Chú thấy được không? Nó tốt không? Thế thôi nhá, cháu giúp được như thế là cháu nghĩ là ổn đấy. Đấy, mưa to quá. May không? Đấy. Mưa này không phải mưa nhỏ đâu, cái chân trời nó dày như này là mưa lâu đấy. Dạ, đi được chưa? Đi chưa? Đi xe thì bây giờ mưa này nó xe. Đang chờ một tí. À, túi bóng á? Chờ một tí. Chờ một tí. Chờ khoảng 10-15 phút. Nếu không có con lùi xe vào đây là được. Cơn to này mưa lâu ấy. Mưa lâu. Được rồi, chờ một vài phút. Con chạy ra dí được này. Hôm nay là có thịt chó hả cô? Thế là mơ rồi. Hả? Nuôi cái để lúc nào đón xe, lúc nào đón xe thịt nào. Đâu bỏ thịt chó đây à, mà lại hái cái này. Hái đây nhưng mà trước thế ông đón xe thịt nào. À, thế thì... Đón Minh về á? Lúc nào đón xe thì ông đón xe thịt chó. Đâu, cháu hỏi cô là hôm nay thịt chó à mà lại hai lá mơ này. À, chứ còn cháu có bảo là đón nó về thịt chó đâu. Tốt nhất là mình cứ ăn đồ chay thôi, ăn nhẹ nhàng. Mẹ ngồi đi.
khi là hôm về hả? Tháng bao giờ tâm bao giờ đến tháng 11 thì cho nó mát. Tháng 11 thì bây giờ là tháng 7. Tháng 11 đến lương gì? Ừ, 4 tháng nữa. 4 tháng nữa thì vâng. Cho nó mát. Có được không? Ừ. Cháu sẽ giúp. Cháu sẽ giúp. Rồi ok, được, cháu sẽ giúp, cô yên tâm. Bác sĩ gọi thuốc hả? Sáng nay lúc tầm nửa buổi. Thế là một tháng một lần hả? Một tháng thì một lần, nửa tháng đến thăm và đóng tiền bác sĩ chăm em. Thế được rồi. Rồi. Thế tốt rồi. Thế được rồi. Rồi. Bây giờ thôi cháu cài mic đây để nói chuyện nó rõ, mưa to quá. Chú Thái sao lại phấn khởi quá vậy? Hay là tóc đen này đi chơi nó tự tin rồi? Hả? À, khen rồi hả? Và đây các chú bảo, tí sao bác bảo bác gội đầu bảo đen lắm nhở? Bảo ừ đen thật thế, nó nhìn tận nơi nhiều đen thật đấy. Được đấy, được mà được các chú mà được đấy. Với đầu là chưa ăn, chưa ăn để mâm được chưa ăn, nên vẫn chờ người đến. Cái quán gỗ ngay bên này hả? Ngay sườn nhà đó. Cái gỗ mình ngồi ngay bên sườn nhà. Cánh cửa vào hát là vài lời. Tôi hát kệ đó. Hát vào cái lân đấy, lân đấy. Cửa sổ hắt cả vào trong nhà này, gió ăn hắt đi trước nó đến nhà luôn rồi. Dân hát cửa to hoác rồi. Nhà cô chú là ấy quá nhỉ, như này ở Bắc Giang gọi là nghèo đấy chứ không phải ấy đâu, nhưng mà so với Hà Giang thì quay giờ vẫn là nghèo nhất làng. Nhà em thì ở Bắc Giang là nghèo nhất Bắc Giang mà. Trước kia nhà chị cũng không được như này á, cái cửa nó ừ, trước nhà cháu ở toàn dột ướt hết nhà lên nhà ấy. Mưa toàn phải lau mới lấy cái thau ra hứng. Trước là những nhà trần và nhà ngói ấy, ngói là ngói gạch ấy, dột cũng tổng. Đấy. Nhà cô như này là coi như là vẫn đẹp hơn nhà cháu ngày xưa. Bây giờ có được nữa. Một cái mẹ bé. Nhưng mà chú Thái giờ có được cái suất đấy không? Hả? Chú Thái là trí tuệ. Chú đang trí tuệ, bây giờ có được hỗ trợ không á? À. À rồi rồi rồi. Cục quá. Chết rồi, nhà cô có làm chống xét không mà đánh ghê quá. Được. Nhưng mà người ta cứ có A2 đấy chứ. A2 ở điện thoại tắt luôn, người ta ở đây không có A2. Nhưng mà ai bảo thích cái mở điện bắt dây. Thế mẹ đang mưa mà mưa thiết là bắt dây. Thế rồi. Mưa thì người ta tắt điện thoại nó không sợ bắt mà. Ừ. Thế phải đá bắt. Xét sợ quá nhỉ. Xung quanh người ta mở nhiều A2 này. Chú sẽ đánh gần nhà sao nhỉ? Trong người ta không mở, người ta không tắt cái A2 ở đây, nhà ai lại đăng ký A2 mà. Nhà nào có A2, có đồng nhóm Thái không có. Chưa có, chưa bắt mà. Chú sẽ đánh quả sợ quá. Duyệt thì gì đó. Nhà ai bắt cái gọi là có cái gì tiếp theo đây này. Cô nước chị ơi. Cô nước anh. Có cái gì người ta treo trên cửa này đấy, nhà ai có hả? Không mỗi nhà thì chú Thái thì chưa làm đấy, mà mình được A2 đấy. Ở đây có người nào bị sét đánh chưa? Không thể trước chú Thái đều 40 tuổi đánh chết rồi ngồi đây. Thế chú đánh vào người rồi. Chết
ở cái nhà cũ, nhà cũ đổ rồi. Chú sẽ đánh rồi á? Nhà cũ đổ rồi á. Thế? Chí chết lại hồi là hồi đấy. Đánh vào người luôn. Đánh ở nhà bố nó, cái thằng bé con với thằng này, thế là chú biết không bao giờ đi đuổi cùng bé con sang kia, không chở đấy. Vì trước kia ít ít tuổi là coi chắc biết chắc đánh nhau ấy. Nhưng mà cả đây không sao không? Không. Thế là bắt đầu là chắc là biết chắc nó đánh nhau, cứ cách nhau gọi đi chụp ảnh. Chụp ảnh không có đây, bây giờ để ảnh hiện thử luôn. Đó, để đi luôn ngày nào rồi chụp. Chúng nó gượng hả? Thế là chụp được cái ảnh lên lấy về, thế là hôm sau sẽ đánh. Ừ. Coi quánh ở cái nhà bố lô đánh chết. Xanh mẹ kia cô nhìn thấy ngoái sọc cái xanh mẹ rồi chết chết rồi đấy, thế xong bắt đầu người nhà cô động vào cứ để nguyên phi thôi, thế xong mẹ về khe cho thế là ngồi thế là ngồi, chứ còn nếu mà động vào người là người không còn ở đây nữa, nuôi động rồi chết rồi đấy. Vâng, động chết. Gọi, mẹ về che cho anh gọi phong mẹ mất rồi ấy, lên á bảo là mẹ thiêng là lấy là chết là mất năm 30 tuổi đấy, đấy. Thế là thiêng về mà. Bảo mà làm lễ dài hạn thì không ta không che cho là đi luôn đấy, đi luôn lúc đấy. Đấy gọi lên bảo thế, gọi phong phong mẹ 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 lên bảo thế, phải làm lễ dài hạn mấy sau ấy sẽ đánh không chết kinh rồi cái tuổi à. Có người như thế đấy. Đấy. Ngày nào cũng gọi đi chụp ảnh, cứ đòi đi chụp ảnh, chụp cái ảnh coi này. Thế mà để ở treo kia, thế là không sao sẽ đánh. Biết thế sao, biết sẽ đánh nào, cứ gọi đi chụp ảnh. Coi là năm 30 tuổi là chú Thái là bị sẽ đánh nhưng không chết luôn. Năm 40 tuổi là sẽ đánh, còn mẹ nó mất với là chú Thái bằng ngày thì là mẹ. Thế là đánh vào trong nhà hay là đánh vào trong nhà? Ở cái nhà cũ rồi. Ngồi trong nhà xét nó đánh vào luôn. Xét đánh vào nhưng mà chỉ đánh vào mỗi ông này, còn người nhà lại không bị thế. Cành ở giường rồi á. Tốt, cành ở giường. Mà nó xét nó dẹt qua cửa vào. Bắt đầu là dẹt cái là run hết trên tay, nó người đờ hết ta rồi. Đấy. Không biết gì nữa rồi. Thế là nếu mà ngoài trực diện là chết. Đấy. Xét đánh xuyên tường luôn, sợ nhỉ. Đấy. Mấy hôm sau bà này bà vợ đi gọi vong mẹ lên vong mẹ và báo cho bà đi làm để giải hạn đi bà sao không thì là không mẹ không che cho nhanh là đi luôn lúc đấy, đấy. Gọi vong lên bảo thế đấy, vong bảo đấy, đấy. Không bảo cho biết đấy. Bảo. Sau mấy hôm mua lễ về gọi ông thầy đến giải hạn đó đấy. Thế nhà chú này có nhiều lần bị sét đánh xuống không? Đánh xét một lần thôi. Một lần. Chứ đúng một lần. Đánh cái người này chứ không phải đánh vào tự nhiên không đánh vào giờ. Nhưng mà ngoài đánh vào chú ra thì từ lần đấy là xét không đánh ở đây nữa hả? Không đánh ai, đánh ở cái nhà của lô kia mà. À, cái nhà cũ đổ nhà rồi đấy. Trước ở cái nhà đấy. Đấy. Ngoài con với tí. Nên là xét đánh lâu cho nó 40 tuổi, năm nay là 60 tuổi. Thế nhưng nhà không làm sao? Nhà cửa không làm sao hết. Người nhà không ai làm sao, nhưng cả nhà có bị bục ngoái có bị đổ chứ gì không? Cả nhà không làm sao, nhưng mà chết loèn rồi, xanh lẹt chỗ này này. Thế là loèn của cái người này chết rồi, xong bắt đầu là mẹ che cho thì là hồi. Không nghĩa là người nhà mình không được động với người này thì cứ để nguyên phi ấy. Thì nếu mà động với người này thì bắt đầu đi luôn mà. Đúng chép rồi. Đánh là không động người mà. Thường là người ta có của nó sẽ chết đánh là vâng. Cứ im nằm đất ấy. Cứ để im đấy mà. Xong là vâng, cái này hồi đấy. Vâng. Uống nước thì nhẹ thôi chứ nặng. Uống nước vẫn chết. Thì đấy. Tức là các cụ bảo là xét đánh là sống tay cả tuổi thôi mà không biết là bao nhiêu cũng biết. Năm nay 60. Năm nay 60. Đánh là 40 tuổi. Cho các cụ đánh nhẹ. Vâng. Các cụ thương. Đấy. Đấy. Lúc đấy mẹ nhà cháu mất này, mẹ tầm 20-30 tuổi không biết, nhưng mà cái người đằng này gọi là mồ côi mẹ từ bé. Đây ấy. Mất. Mới biết chạy mà. Ừ. Vâng. Thế mẹ mất. Bà thương mà che. Bà che cho đấy. Vâng thế. Ngoài là mắc bệnh hộ sản nên là chết đấy. Dài dẳng cũng gần năm mới chết. Đấy. Thế là hai anh em cái thằng thứ hai được hai anh em cái thằng thứ hai nó hạng ngửa thế này cái tí. Thế nhưng mà thì bà đấy. Đi mất. Đấy. Thế. Còn ông xin bú cả làng. Đấy. Ai có con đến đấy xin cho con ăn bú. Đấy, ngoài làm, bà Hoan ăn đấy. Cũng lớn. Thế là nhà bà Hoan gần cổng là ông ở vậy nuôi hai con. Vâng. Vâng. Thế chi khổ nhỉ. Thế mới làm nào được. Vâng. Nhưng mà xe đánh lại không sao lại hồi. Thế là bị chết một ba lần rồi. Các cụ khôn thiêng thì chết. Ba lần cơ, thế còn hai lần nữa. Ba lần rồi, một lần bé tí. Lần này bé tí thì ngoại năm các cụ là ít tiêm phòng á, thế là lên sởi, lên sởi, đậu ấy, chạy đậu ở mắt là chăng sát như là quả trứng luộc, ôi rồi mắt là không nhìn rõ, như là chuột lột đi, mắt hai mắt là
kéo vâng. Uống nước chị. Thế không bao giờ được bị chết rồi không? Màng trắng kéo như là quả trứng luộc. Không nhìn thấy gì. Mày tí đấy, mày mẹ mất. Bây giờ vẫn còn chưa hết, vẫn mờ, nhìn thế này vẫn mờ, không nhìn rõ. Rồi. Còn cái lúc bé tí được gọi là bị chết như chuột đồn thì các cụ ông ở chết rồi vứt vào thành to, vứt vào kia mà. Thế xong các cụ bảo thôi cứ cựa vứt vào thế này sống lại hồi lắm không sao không. Đấy, chết chưa đồn 3 lần, lần sẽ đánh nữa. Thế là sống dài lắm đấy. Sống dài lắm đấy. Chết được 3 lần mà. Che ra là sống dài đấy. Chết được 3 lần như lại không chết. Thế bị tải người thượng thọ. Xét đánh nhưng mà đấy. Thế nhưng mà chắc là mẹ che rồi thì số là mượn nhau việc đấy. Mà người cứ lèo mèo này thì lại không sao được, gọi là thôi thế rồi, không biết làm nào được thôi thì theo mẹ che. Ngoài năm có đi học đâu, học mãi lớp 1. Học 3 năm lớp 1. 3 năm lớp 1, rồi sau bỏ, không giờ được, không biết chữ. Đấy. Nghỉ không biết học, không học được, thế là giờ không biết chữ. Ký kết cái gì chịu, giờ bà này đứng lên là ký kết với gia đình. Đấy. Thế xong rồi về sau như nói đây thì ảnh hưởng thật các chú được lắm. Xong về sau có bà bây giờ này, bà về bà chăm sóc cái tí đấy, xong về sau bà về chăm sóc cái lớn, hay chăm sóc hai anh em lớn. Mẹ nhà cháu là mất rồi, mất từ 20-30 tuổi, xong về sau có bà về mẹ kế. Có mẹ và mẹ chăm cho từ lúc còn đây này, cả ông cả bà chăm cho này, bố mẹ chăm này, mẹ về chăm cho, thế là nớ dần lên. Thế không có mẹ chăm thì chắc không còn người đây. Mẹ bây giờ ông bà là còn không chú? Bây giờ là ông bà ông là mất rồi, không còn. Mất rồi, giờ còn mẹ. Còn bà mẹ kế, bà hai ấy. Mẹ kế. Mẹ bây giờ 85 tuổi. 85 rồi. Mẹ chăm sóc mới lớn ấy. Nó điếc, bây giờ điếc 85 rồi, điếc lắm. Bây giờ là mẹ 85 tuổi rồi. Vừa ở trong đấy về đấy, ở hôm nay chú sắp mấy mâm để nó lấy phường ấy. Thế. Nhưng không nói đến mẹ, các chú mắng cho. Không mắng gì đâu. Kỷ niệm tuổi thơ. Thôi tại mưa rồi đấy, mình cháu cũng đi về đấy. Vâng, chú sang nhà cạnh ăn cơm ăn tối rồi. Cảm ơn chú nhé. Nay chú cho cháu được quay cái tóc để mọi người cùng xem cái màu tóc. Cảm ơn chú Thái. Đấy. Cháu một lần nữa quay cho mọi người xem đấy. Đây màu tóc của chú Thái đây. Đấy. Đẹp. Đấy cháu tặng chú. Tặng cô chú. Ôi, xin chào cô chú. Chú Thái ngoan gì? Rồi, cháu chào cô chú nhá. Cháu về đây. Cô đi về luôn, vừa dạ, nghe xét sợ quá mẹ. Dạ, chú chào em nhá. Còn vào để vào đúng lần đấy mà. À vâng. Dạ. Thôi thôi, được cô cứ để mà ăn. Cháu không lấy đâu. Vâng. Đấy mẹ đi nhà. Xét đánh. Hả? Đủ đủ nhiều vitamin A nhưng phải ăn quả chín nhá. Quả xanh hại dạ dày lắm ấy. Vâng. Vâng. Thế cháu về cô ạ, xét là chớp kinh quá. Hai mẹ con cháu đã về đến nhà và trên đường đi thì có mua là 60 cái bát sen để bóc ra ăn dần. Nhà cháu cả nhà đều thích. Đấy, uốn đây. Uốn xe tay uốn sen nào. Đấy, trên tay cầm một ít rồi đấy. Uốn thích ăn sen không? Ừ, đấy, nhà cháu ơi. Bóc ra để tủ lạnh ăn dần. Ngày mai là cháu đi lên công tác Lào Cai, Lai Châu, ở cái vùng dược liệu trên đó các bác ạ. Đây điện thoại của con, mẹ bóc đi. Đấy điện thoại của con mà, tí con nghe sau. Thôi cháu xin phép các bác, cháu dừng video tại đây. Các bác xem video thì nhớ ủng hộ cho cháu một nút like nhé. Và cũng thông báo các bác về cái màu tóc của cái sản phẩm nhuộm tóc đen đấy. Thì các bác xem trên video nếu thấy hài lòng thì các bác bấm vào bình luận đấy, để cháu có thể là làm tốt hơn. Đấy, một tháng nữa thì sẽ có sản phẩm cháu sẽ tặng các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Bà chào đại sứ Mầm Xuân, chào làm đẹp, chào bà con đây. Em chào tất cả mọi người nhé. Mọi người mua trà ủng hộ mẹ. Mọi người mua trà ủng hộ mẹ con em nhé. Vâng. Em thêm kinh phí để đi giúp bà con vùng cao nghèo khó. Uốn chào chúc bà như nào? Chúc bà sức khỏe. Ok.